hiệu sắp kết thúc một năm nữa rồi đấy. Tháng 12 này có một ngày rất là đặc biệt, cô không đố các con đó là ngày gì nha. Để biết đó là ngày gì thì bây giờ cô Ngân mời các con lắng nghe một bài hát. Chú bộ đội. À các con ơi, trong tháng 12 này, ngày đặc biệt đó chính là ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là lễ kỷ niệm ngày tôn vinh các bộ đội Cụ Hồ, những người đã có công bảo vệ bình yên cho đất nước đây các con. À, vậy để xem bộ đội làm những công việc gì nè, và có nhiệm vụ ra sao, thì bây giờ cô mời các con cùng xem video nhé. Ngày 22 tháng 12 hàng năm là ngày tôn vinh các bộ đội Cụ Hồ. Những chú bộ đội đã làm những nhiệm vụ cao cả, bảo vệ vùng đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc ta. Đây là hình ảnh của các chú bộ đội bộ binh, bộ đội biên phòng, có nhiệm vụ bảo vệ vùng đất liền và đường biên giới nước ta. Mời các con cùng xem video về công việc của chú nhé. Để có được sức khỏe và ý chí kiên cường, các chú đã trải qua những bài tập rèn luyện trên các địa bàn vô cùng phức tạp. Dù đất nước ta đang sống trong hòa bình, nhưng các chú vẫn phải làm quen với súng và đạn thật để sẵn sàng chiến đấu. Giờ nào việc đó, đó chính là kỷ luật quân đội. Rèn luyện nhưng không quên hòa vào những hoạt động giao lưu văn nghệ, xây dựng đời sống tinh thần vui vẻ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua hình ảnh và video các con vừa xem thì hãy nói cho cô Ngân nghe, bộ đội gồm có những trang phục nào? Trang phục của chú bộ đội gồm có bộ đồ màu xanh ô liu sẫm màu, một bộ đồ gằn ghi đi thao trường, một chiếc mũ cối và nón tay bèo, một đôi giày vải, tất cả đều có màu xanh ô liu sẫm thế các con. Ngoài ra thì bộ đội còn có một đôi dép gõ mang vào ngày nghỉ. Khi đi hành quân thì các chú còn có ba lô này và mang theo súng nữa đấy con. Súng là dụng cụ cần thiết, là vũ khí để trang bị cho các chú bộ đội trong công cuộc bảo vệ tổ quốc đấy con. Các chú bộ đội bộ binh, bộ đội biên phòng đã làm nhiệm vụ bảo vệ vùng đất của nước ta. Vậy còn vùng biển của nước ta thì ai sẽ là người bảo vệ vậy các con? Giới thiệu với các con, đây là hình ảnh của những chú bộ đội hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Tàu thuyền và biển cả chính là nơi các chú tiếp xúc nhiều nhất. Đây là hình ảnh của các chú đang tập bài tập đội hình đội ngũ. Các chú mặc trên người bộ quân phục áo trắng, quần tím than, tượng trưng cho trời và biển hiền hòa. Mang trên người bộ quân phục này nhìn các chú thật là đẹp và trang nghiêm đúng không các con? Trên yếm vai và yếm ngực của các chú có màu sọc trắng xanh, biểu tượng cho người lính hải quân kiên cường, bất khuất. Vùng đất liền, vùng biên giới, vùng biển đảo xa xôi của nước ta đã được các chú bộ đội ngày đêm canh giữ. Nhưng các con ơi, để toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của chúng ta thì còn có cả vùng trời cho các chú bộ đội phòng không không quân đang canh giữ nữa đấy con.
Đây là hình ảnh của những chú bộ đội phòng không không quân rèn luyện thân mình bằng những kỷ luật thép, kỷ luật sân bay tính bằng hạt cát. Đây là video về công việc hàng ngày của các chú. Tuy là hạt cát nhỏ không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng các chú vẫn phải quét dọn sạch sẽ, không để vương một hạt bụi hạt cát nào trên đường bay cả. Công việc của các chú đòi hỏi một sự tỉ mỉ tuyệt đối, cho nên các chú đã rất là vất vả đấy các con à. Trang phục là bộ quần áo màu xanh sẫm, nón và giày. Bộ quần áo rằn ri màu xanh da trời này nữa đó con. Hãy kể những nhiệm vụ của chú bộ đội mà con biết nào. À, đây là bảo vệ tổ quốc nè. Rồi các chú bộ đội còn giúp người dân trong tất cả các hoạt động nữa đấy con. Lũ lụt cũng có các chú bộ đội đến giúp. Ngoài ra mùa dịch Covid-19 hiện nay thì các chú đã không ngần ngại ra sức giúp đỡ người dân, đã kịp thời cung ứng thức ăn, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân của mình đấy con. Đây là những hình ảnh các chú bộ đội cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân. Ngoài ra thì các chú còn gia tăng sản xuất như là trồng rau này, nuôi vịt, nuôi gà và có cả nuôi heo nữa đấy các con. Để tỏ lòng biết ơn, kính yêu đối với các chú bộ đội thì các con phải làm những gì? À, đó là các con phải chăm ngoan này, học giỏi, vâng lời ba mẹ, ông bà và thầy cô giáo nữa đấy. Ngoài ra thì các con cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nè, thường xuyên tập thể dục thể thao để cho cơ thể chúng ta được khỏe mạnh nha các con. Hôm nay cô giáo mình vừa tìm hiểu xong về ngày 22 tháng 12. Vậy ngày 22 tháng 12 là ngày gì vậy con? Cô mời các con cùng nhắc lại với cô nào. Ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô Ngân xin chào và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau nhé.